Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài nhân cho 10, trăm, nghìn, đó. Chia cho 10, trăm, nghìn. Vậy chúng ta trước tiên chúng ta sẽ xem nhân được không? Ví dụ như 35 là chúng ta sẽ nhân cho 10. À, thì chúng ta chỉ việc là gì? Ta lấy con 35 ta viết lại và ta thay một số 0. Được không? Vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi, còn ngược lại thì 350 ta chia cho 10, chia 10 thì chúng ta bớt số 0. Nhân 10 thì thêm số 0 mà chia 10 là bớt số 0. Và ngoài ra thì chúng ta có thể là chia nhân cho 100. Nhân cho 100 thì 35 chúng ta viết lại và chúng ta thêm 2 số 0. Còn chia cho 100 là hai chữ số 0 thì bên này chúng ta sẽ bớt hai chữ số 0. Bài này ví dụ như 35 chúng ta nhân cho 1.000 là 3 chữ số 0 đúng không? Ta viết 35 lại và ta thêm 3 chữ số 0. Và ngược lại thì 35 và 3 chữ số 0 là chia cho 1.000. Thì bên này là 3 chữ số 0 đúng không? Thì bên này chúng ta cũng bỏ 3 chữ số 0 đi. Và còn là 35. Như vậy là tóm lại thì nhân thì chúng ta thêm số 0. Và chia chúng ta bớt số 0. Như vậy là thêm bao nhiêu là bớt thì bớt bao nhiêu. Thì nó phụ thuộc vào chẳng hạn nhân 10 thì một chữ số 0 chúng ta thay một chữ số 0. Nhân cho 100 thì hai chữ số 0 thì chúng ta sẽ thêm hai chữ số 0. Nhân 1.000 ba chữ số 0 thêm ba chữ số 0. Nè. Còn chia thì chẳng hạn chia 10 thì chúng ta bớt số 0. Thì 10 là một số 0 đúng không? Bớt 1. Chia cho 100 hai chữ số 0 bớt hai chữ số 0. 1.000 ba chữ số 0 bớt ba chữ số 0. Chúng ta sẽ qua cái bài của mình. 18 nhân cho 10 thì nhân là thêm số 0. Vậy là 10 là một số 0. 18 ta viết lại. Số 10 là một số 0 ta thêm một số 0. 18 ta viết lại. Này nhân cho 100 hai chữ số 0 ta thêm hai chữ số 0 vô. Cái này là bao nhiêu? 18 ta viết lại. Nhân cho 1.000 ba chữ số 0 thêm ba chữ số 0 vô. Bằng 82 ta viết lại. Nhân cho 100 hai chữ số 0 ta thêm hai chữ số 0. 75 nhân cho 1.000 thì 75 viết lại. Nhân cho 1.000 ba chữ số 0 thêm ba chữ số 0 vô. 19 ta viết lại. Nhân cho 10 một chữ số 0 thêm một chữ số 0 vô. Bài này 256 ta nhân cho 1.000 là ba chữ số 0 ta thêm ba chữ số 0 vô. 302 viết lại, nhân cho 10, 1 chữ số 0, thay 1 chữ số 0 vô. 400 này, chúng ta 400 này chúng ta viết lại này, chúng ta chưa đụng chạm cho tới 100 này hết. Đây là nhân cho 100, 2 chữ số 0, thêm 2 chữ số 0 vô. Bài B. Nhân là thêm, chia thì bớt. Như vậy đây là 9.000 chúng ta chia cho 10 là một chữ số 0 này. Bên này 10 là một chữ số 0 đúng không? 10 một chữ 0. Thì chúng ta sẽ bớt bên này một chữ số 0 đi. Như vậy là bỏ một số, như vậy là còn 9 và 2 chữ số 0. 3 chữ số 0 ta bỏ bớt một số. Chia cho 100 là bớt 2 chữ số, chúng ta sẽ bỏ 2 chữ số, như vậy còn là 90. Chia cho 1.000 3 chữ số 0 thì bên này chúng ta bỏ 3 chữ 0 đi, như vậy còn 9. Bài này chia là bớt, là bài này 2 chữ số 0 thì bài này chúng ta bỏ 2 chữ số 0 đây, giờ còn là số 8. Bài này chia cho 10 một chữ số 0 thì bài này chúng ta bớt một số 0 đây, giờ còn 42. Cái này chúng ta chia cho 1.000 3 chữ số 0, bài này chúng ta bỏ 3 chữ số 0, giờ còn số 2. Chia cho 10 một chữ số 0, bài này bỏ một số 0 đây. 2002. Bài này chia 100 hai chữ số 0 bỏ đi. 2002. Bài cuối cùng này thêm chia cho 1.000 ba chữ số 0, bài này ba chữ 0 bỏ đi. Chúng ta qua trang tiếp theo.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Xem cái bài báo của người ta. 300 kg bằng bao nhiêu tạ? À. Rồi chúng ta trong này nó liên quan đến cái dãy đơn vị. Thì thầy sẽ viết lại cái dãy đơn vị đo của đơn vị đổi khối lượng. Thứ nhất là tấn này, là đơn vị lớn nhất. Được không? Thứ hai là tạ này, thứ ba là yến này. À, kg này, hectogram này, decagram này và gam. Đó. Như vậy người ta là 300 kg đổi là tạ nha. Kg chúng ta đổi là tạ. Từ đơn vị nhỏ chúng ta đổi đơn vị lớn. Thì chúng ta sẽ chia, mà từ kg qua tạ là chia trăm. Được, chia trăm. Như vậy ngay chỗ này là gì? 300 này chúng ta sẽ chia 100, vậy là còn lại 3. Bản thân cái câu này chúng ta sẽ chia 100 này. Ha, vậy là còn là 3 tạ. À 70 kg đổi ra yến. 70 kg là đơn đây, ký đây chúng ta đổi ra yến. Được. Như vậy cái này chúng ta sẽ chia cho 10, từ hai đơn vị này liền kề nhau. Nó là chia 10, là còn là 7. Đơn vị nhỏ đổi qua đơn vị lớn chúng ta chia. Ký 800 kg đổi ra tạ chúng ta chia 100. Giờ là còn 8. Tạ chúng ta đổi ra tấn, hai đơn vị liền kề nhau thì chúng ta chia cho 10, vậy là 30. Tạ đổi tấn này. Tạ đổi ra tấn tiếp nha, tạ đây đổi ra tấn chia 10. Vậy là còn 12. Ký mà đổi ra tấn, đây, ký chúng ta đổi ra tấn là chúng ta chia cho 1000. 1000 ba chữ số 0, ở trên có ba chữ số 0 tương ứng nhau, bỏ còn số 5. Gam đây, chúng ta đổi ra ký nha, từ nhỏ chúng ta đổi ra lớn, chúng ta chia cho 1000. Này, 1 chữ số 0 này, 2 chữ số 0 này, 3 chữ số 0 này. Ở trên có 4 chữ số 0, 3 chữ số 0, dưới có 3 chữ số 0, như vậy là còn lại con số 4. Nha. Như vậy là cái bài số 2 này chúng ta kết thúc. Bài hôm nay chúng ta kết thúc. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.